yêu mọi người. Sắp tới thì em Ngân và chú An sẽ có lịch diễn ở Huế nè, diễn ở Úc Châu nè, diễn ở New Zealand, diễn ở đâu nữa quên cha nó mất rồi. Cam Thường thấy xinh nè, em làm giống búp bê quá, cưng quá đi hả? Anh quậy gì, cẩn thận đi, lái xe đi. Thêm chiếc nữa chứ không dân mạng ghét nhất là đang live stream mà ai gọi với nha. Em Ngân phải ráng chạy show đi diễn kiếm tiền để mua thêm chiếc nữa chứ không mất công. Ok bây giờ mọi người cùng xem chú An tăng tốc nha. Tăng tốc vậy mình quay cái nào, em quay cái này không? Rồi tăng tốc đi. Không bay đâu, em cầm chặt má. Không, không bay anh. Không, anh cứ chạy đi. Rồi, 2, 3. Ghê quá. Ghê. Mới ngồi phải ngồi vô đàng hoàng, phải xích beo vô đàng hoàng. Nhưng mà cái siêu xe của Ngân á, cái siêu xe của là cái động cơ là cũng là thuộc dạng bình thường thôi chứ chưa có mạnh như những cái siêu xe mà đúng nghĩa là siêu xe là Lamborghini đúng không anh Quang? Đâu, mạnh ngang bằng Lamborghini với Ferrari mà. Em nghĩ thiệt. Ủa vậy hả? Đúng rồi. À vậy hả? Vậy đúng là Ngân tự nghĩ thôi, vậy là mạnh bằng luôn hả? Thôi. Ờ. Ok. So với Ferrari với Lamborghini là nó mạnh bằng mà. Ồ vậy đó hả? À. Em tưởng là không mạnh bằng. Tại vì em thấy cái kiểu nó con gái á. Không mạnh bằng Hypercar thôi. Ngừng chỗ nào xong rồi quay cho mọi người xem cái chiếc xe. Nhìn như con điên, thôi kệ tôi điên tôi khùng nhưng mà cuộc sống tôi á hả, nó sung sướng, nó đầy đủ, nó hạnh phúc là được rồi chứ. Đó, bình thường như mấy bạn chi. Tiếng bô nha. Nghe tiếng bô hả? Đó tiếng bô á mấy bạn. Tiếng bô á. Tiếng bô á. Rồi ngừng chỗ này đi, xuống coi xe cho mấy bạn coi rõ hơn chiếc xe nha. Sữa kỳ này đẹp quá, nhìn cưng nữa. Đây, chú An đưa quay chú An trước nè. Mọi người xem live stream có rõ không vậy? Rồi chú An sẽ mở cửa lên. Đó. Mọi người coi live stream có rõ không? Anh qua bên này. Đẹp hơn trăm vậy. Dạ. Gương bằng quang ở ngoài đẹp hơn trăm. Tưởng nói cái xe. Ai vậy là nói mình. Trời mặc đồ kỳ quá. 1K1 người xem. Hello 1K1 người xem nha. Dạ. Yeah. Bữa giờ là em Ngân đang coi thêm một chiếc nữa để mua. Nhưng mà em Ngân chưa thích được chiếc nào hết trơn á. Vẫn chưa thấy có cái chiếc siêu xe nào mà nhìn nó nữ tính bằng chiếc này cả. Ơ là nè. 1K2 người xem. Được không? Đẹp. Tụi em chỉnh cái chế độ flash này cho nó nét à. Rồi. Chú Hoàng, cho anh để cái cửa nguy hiểm quá. Nó dớt cái cửa đừng nói sao xui nha. Kêu Quang giới thiệu tí về xe. Hello mấy anh trai đang coi livestream của bé Ngân với lại chú Quang nha. Để một video khác Ngân và chú Quang sẽ nói về chiếc xe nhiều hơn. Chó cảnh phốt giảm cân trộm kìa. Phốt cái mụ nậu nó phốt xong rồi nó xóa rồi thì cái đó đâu gọi là phốt đâu. Mọi người thời buổi giờ mọi người dùng mạng mọi người thông minh lên nha. Đừng thấy ai phốt cái gì cũng nghe, đừng thấy ai phốt cái gì cũng tin nha mọi người. Nào mà coi đứa nào phốt mà nó không có bán hàng hả thì hãy nghe hãy tin. Còn cái đứa mà đi phốt người khác á mà nó bán hàng hả thì đừng có nghe đừng có tin nha. Mấy cái đứa đó là mấy cái đứa bây giờ bán không có bán hàng không có bằng cái mẹ ơi đứng trước nhà ta live stream chửi ôm sùm. Không, này chỉ là quán cà phê thôi à. Đang nói tới gì con cha nó mất rồi. À mấy cái đứa mà cũng bán hàng nhưng mà đi chửi người khác là những cái đứa đó là câu like câu view không có
phải dùng tên tuổi người khác lên để chửi để bán được hàng, thì những đứa đó mọi người nên tẩy chay đi nhá. Nắng quá. Dần sao? Ngân vô xe đóng cái mui lại. Rồi Ngân ngồi vô chỗ lái á. Rồi Ngân ngồi vô chỗ lái nha. Mẹt của Ngân á, thì cái lúc mà Ngân vô Ngân lái chiếc mẹt á là Ngân không có nhớ cái cách đề xe á. Cái xong đăng lên cũng nhiều người vô chửi quá trời, nói trời ơi hai đứa này sống ảo, nghĩ sao nói xe của mình mà không biết lái. Dạ xin thưa, xe là của em Ngân, nhưng em Ngân có tài xế riêng đàng hoàng ha. Tài xế người ta chở thì em Ngân đâu nhớ cách lái đâu. Bây giờ lái làm sao anh? Đạp thắng xong mà nhấn vô cái nút này. Cái nào là thắng vậy? Trời đất trời. Đúng rồi, cái đó là thắng. Cái này là thắng đúng không? Đúng rồi. Rồi anh đứng đó, anh quay cho em chạy một vòng nha. Thôi từ từ để từ cái chứ đã. Rồi bấm đạp thắng vô. Rồi. Là sau đó rồi em bấm vô cái nút remind later. Remind đúng later. Rồi. Xong rồi em bấm vô chiếc xe hơi ở trên. Xe hơi. Đúng rồi. Rồi em đóng cái mui lại bằng cách nhấn cái nút mũi tên ở dưới. À? Ở dưới. Rồi giữ nguyên cái đó. Đóng mui nè. Giờ mở cái mui ra xong rồi gieo qua kia đậu cho nó mát. Bây giờ mở cái mui sao? Nhấn cái nút mũi tên ở trên. Giữ nguyên. Giờ mở mui này cả nhà ơi. Sao nhấn giữ nguyên lâu lâu chút xíu. Thả ra nhấn lại. Ok, xong rồi. Xong rồi, thiệt sự luôn á là em Ngân chỉ mua xe. Em Ngân mua xe vì em Ngân thích thôi mọi người ạ. Nhưng mà bữa giờ cũng có một số người chửi là sống ảo này nọ các thứ, xe không phải của Ngân, xe thuê, xe mượn, xe của hãng tài trợ. Cho nên thôi em Ngân dành chút ít thời gian qua chạy một tí xíu. Lát nữa là em Ngân sẽ đem về chung cư và đóng cái bọc lên. Giờ chạy qua kia ha. Sao okay. Nó kêu gì kêu dữ vậy? Nó nói là đóng mui hết chưa ta? Đóng mui hết rồi mà. Đâu, nó đang mở mà. Ủa cái này là... Ủa cái này là đóng lại. Đúng rồi. Ê cái này đóng lại. Chứ giờ sao? Đóng vô lại. Ủa thiệt hả chứ? À... Nắng quá. Nắng gắt quá. À, Quang 44, con rất mê xem cô chú suốt mấy năm nay rồi ạ. Thank you con. Trời sao nó kêu hoài vậy? Hai đứa nhà quê nha mọi người. Chiếc siêu xe đầu đời cho nên là nó sẽ rất là nhiều cái lúng túng và nhà quê. Ok. Tắt xe. Ủa tắt xe rồi vẫn kêu. Con không xinh đẹp nhưng con rất dễ thương. Dạ con cảm ơn cô Nguyễn Nga nha. Cô Nguyễn Nga nói Ngân không xinh đẹp, đừng có dễ thương thôi. Rồi đạp thắng vô. Thắng này đúng không? Đúng. Rồi. Em lái qua cái chỗ mát phía đằng trước là được. Cái nút nào là nút chạy? À, em bấm vô nút D này là nút chạy. Có đạp thắng không? À, không cần. Giờ bấm rồi, D, bấm D vô. Nó sẽ hiện lên màn hình chỗ nào là chạy. À, bấm vô thì nó hiện chữ D. Rồi, ok. Đâu? Chữ D chỗ nào? Bấm vô chữ... Nó đang là B mà. D. Check available. Remind me later. Miro. Đi chưa? Đạp ga thử. Ga đây rồi? Ga bên kia. Nhẹ thôi. Rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Rồi, ok. Thả thắng tay. Thắng tay. Cộng đồng mạng ơi, có ai biết? Dạ. Có ai biết cái thắng tay nó nằm đâu không vậy trời? Giờ sao chứ? Nãy anh lái là anh lái bằng cách nào? Anh không có để thắng tay, bây giờ nó có một cái thắng tay. Để xem cái thắng tay nó nằm ở cầm nhà mình cái coi nè. Rồi nói chuyện với mình. Gì vậy trời? Ở đây nè. Rồi.
Người ta mới 24, 25 tuổi mà gọi là cô Ngân. Trời không, mấy bé nhỏ gọi Ngân là cô Ngân được mà. Ngân ra ngoài á, cũng có rất là nhiều chị lớn tuổi gọi Ngân là cô Ngân. Tại vì á là quen ông Quang này, ổng là thầy Quang. Rồi đạp vô cái chân ga đó. Rồi. Ok. Rồi. À, thánh tay bằng nút. Okay, rồi xong. Vậy bấm quay lại. Rồi bây giờ chạy vòng qua bên kia. Bây giờ chạy sao? À, đạp ga thôi. Đạp ga là nó chạy. Đạp nhẹ nhẹ nha. Đây là. Ủa, em chỉnh cái ghế này cho nó gọn em chưa vậy? Ô, thắng lại xong rồi chỉnh ghế. Oh my god, lần đầu mình đi luôn á mọi người. Từ lúc mua tới giờ lần đầu mình đi luôn rồi. Cái, mấy bạn ơi hạ cái kiến xuống bấm lúc nào rồi trời. Ủa, cái chỉnh ghế đâu rồi? Trên này. Đúng rồi. Ok, chân Ngân ngắn quá cho nên là mỗi lần Ngân đi là Ngân phải đẩy cái ghế vô với chân Ngân có khúc à. Hai đứa lúa lần đầu tiên. Chạy vòng vòng chung cư gần sát chung cư rồi quẹo bên này. Vậy luôn đúng không? Ê xe nhanh chứ. Mèo, chết mẹ rồi, xe nhanh làm sao? À. Đúng rồi. Lẹ, đừng có đứng ngoài đường. Nhớ quan sát kiến trước khi quay rồi đậu vô trong đó. Ok, tốt, good. Cứ đi từ từ cho quen xe đi. E đợt hôm bữa em thi bằng lái là bằng B đúng không anh? Hay bằng A? Bằng B. Bằng B. Là em lái nào? Số tự động với số sàn được hết. Vậy bên cua bên nào cũng được đúng bên không? Bên trái đi anh. Rồi nhìn kiến là sao coi có xe không? Không có bằng B. Nhưng mà Ngân có tài xế riêng á. Ngân không có lái cho nên là mỗi lần lên xe là Ngân như là một người không biết lái luôn vậy á. Giờ lên xe là Ngân phải định hình có người chỉ cho Ngân lại là gì rồi tùm lum tùm lưa xong rồi Ngân sẽ lái bình thường. Hi hi. Ố là la. Sao cái xe đỏ kia nó cứ ám sát em vậy trời? Nó thấy người ta lái yếu rồi mà cứ ám vô. Thấy em lái có điềm rồi mà nó cứ đi theo. Rồi quẹo trái. Quẹo trái. À, trước khi quẹo là mọi người phải xe nhanh nha. Xong rồi phải nhìn gương nào coi thử là có xe ở phía sau mình hay không. Thì mình mới cua. Mọi người ai mà muốn mua giảm cân thì có thể nhắn tin cho cái trang Lương Bằng Quang có dấu tích xanh hoặc là cái trang DJ Ngân 98 có dấu tích xanh giùm Ngân nha. Bây giờ đi đường nào nữa anh? Thẳng luôn. Ô là la. Bây giờ xe này sắp tới là mọi người ơi. Thôi, xe này sắp tới thì em Ngân nên lái đi Vũng Tàu hay là Phan Thiết hay là Đà Lạt hay là Nha Trang vậy mọi người? Mọi người nghĩ là em Ngân nên lái đi cái cung đường nào là sẽ đẹp nhất vậy mọi người ơi? Để xem coi mọi người nói gì. Anh em coi bình luận thử. Trời chó rồi, em Ngân chân ngắn mà lưng cũng ngắn nữa. Đâu có cần ngồi chồm lên, cứ dựa thẳng xuống cho nó khỏe đó. Em sợ lắm, cái nó bị vướng tầm nhìn á. Ngân lái xe lúc nào Ngân cũng phải ngồi thẳng, phải thấy hết. Chứ mà nó vướng nửa con mắt thôi là. Lật đập nó mui lại. Ê, theo nha mọi người, theo nha. Anh quay cái xe đỏ phía sau cho em Ngân là lái đã yếu đã có tiền quay trời. Theo sống nhà máy ngỡ cua luôn rồi đó. Trời trời. Tính hung đít tôi hay gì không biết nữa. Hung đít có nghĩa là hung đít cái xe đó nha. Để xem rồi lên trên kia rồi quẹo trái thử rồi ông có quẹo theo không nha. Để coi thử quẹo trái thử ông có quẹo theo không nha mọi người. Ê lên chơi luôn, lên chơi luôn. Chết mẹ không? Ghê vậy. Ủa ví dụ mà mình bấm qua này mà nó đang xin qua mình muốn trả lại á thì gạt lên lại. Ờ. Nó giống như chiếc mẹt của em mà. Ờ. Rồi quẹo. Đó, coi thử ông có đi theo không nha. Theo không? Hết rồi. Chán hả? Hết rồi chán rồi. Gì đứng con vòng nha. Chán rồi. Chắc là thấy mình quay á. Hai đứa ăn ở kiểu gì mà thấy mình người ta đi theo. Thử mọi người đã cùng mình đó là đi cung đường nào cho đẹp chưa? Tại vì Ngân tính là sắp tới sẽ lái cái xe này nè, đi một tỉnh nào đó xa xa đi phượt ấy. Rồi quay. Nhưng mà đang phân vân là Vũng Tàu, Phan Thiết,
Đà Lạt, Nha Trang. Thẳng luôn. Rồi kiếm chỗ mát đậu cho. Đậu chỗ này mát nè. Nhưng mà ngược đường, đang ngoài đường mà, đâu có đậu khơi khơi ngoài đường được. Vậy giờ đậu chỗ nào? Cua vòng lại bên kia cũng được, nó nóng. Anh coi thử mọi người comment gì. À, để anh coi đường cho em trước nè. Rồi, cua đây luôn. Ê, đậu bên này mát là đậu trái hay phải? Cũng được đậu trái bên hả? Phải. Thôi, đậu trên kia kìa. À, ok. Trên kia đậu được bên okay. Phải mát. Rồi, thẳng luôn bên phải ha. Nè, chưa chạy quen đừng có nhấn thuốc ga. Thuốc ga là nó lết cái bánh á. Rồi tấp đây. Đậu sau đuôi chiếc xe. Không không cả. Thôi đậu ngồi sát đó. Luôn. Đúng rồi, được được. Rồi thôi đánh ra. Đụng rồi cho nó ôm sát rồi. Đậu ké cái nhà đẹp đẹp xinh xinh này. Ok. Giờ B, nhấn B. À, nhấn này. Xong rồi tắt máy. Nó không tắt. Rồi tắt. Không, này là đi mà. À, em bóp hai cái lẫy này vô. Vậy hả? Đúng rồi. Là nó về số N. N là đứng đúng không? Đúng rồi. Vậy tắt. Đúng rồi. Ok. Đỉnh. Đỉnh không? Đỉnh không? Đỉnh không? Nha Trang. Ok, thế là một buổi đi dạo đã xong. Bây giờ về trả xe cho người mình thuê ha, mình thuê của ai quên mất ta. Ủa chết rồi, đang livestream hả? Thuê của showroom. À, Sapa đi chú Quang. À, chị dễ thương quá, để ý tóc chị thui. Nể chú Quang ăn nói rất nhỏ nhẹ. Ủa vậy là nói bự là không nể hả bạn? À, mấy bạn ơi, mai mốt thấy ai nói bự đừng nể nha mấy bạn. À, chốt đèn luôn kìa. Phan Thiết mũi né đi chị, mẫu xe thể thao đi Nha Trang, cảnh đẹp em ơi. Mặt nhìn như quỷ, hello bạn tỉnh Bùi nha, mặt bạn nhìn cũng đâu giống con người đâu. Giống quỷ quá. Tên là quỷ đây, cô là quỷ đây các cháu ơi. À, Phú Yên đẹp nhất chị ơi, Đà Lạt mát, đúng rồi Đà Lạt thì siêu mát rồi, đi siêu xe mở mui trần là phải đi Đà Lạt. Đạp mạnh chân ga lên em Ngân ơi. Ngân lúc nào cũng nạt nổ chú Quang. Kệ, thà mình là người nạt còn hơn người bị nạt mấy bạn, mấy chị nha. Anh giờ nạt em đó. Thì bởi em mới nói là thà mình nạt còn hơn là mình bị nạt. Chứ mấy chị hở nhỏ nhị với chồng mà suốt ngày mấy ổng chửi mấy chị như con vậy. Mỗi người mỗi số phận nha. Thôi kết thúc livestream nha mọi người. Sớm giờ live được bao lâu cũng gần nửa tiếng chứ. Tưởng bên Nhật em. Bye bye mọi người đi nè. Đứng nãy hỏi người ta ra đuổi đấy. Bye bye mọi người nha. Mọi người thấy phơm mũi mới của em Ngân như thế nào? Bữa mới làm quá trời người chơi xấu luôn. Để em Ngân tắt cái app đi à. Mọi người thấy rõ cái phơm mũi hơn. Tắt cái app đi là cái da nó sẽ tối hơn nha. Cam thường nè. À, đây là cái phơm mũi của em Ngân. Trời, tắt cái app nhìn nó tối dễ sợ, nhìn mà mình không thấy gì luôn. Khoe vú đi. Khi nào ra biển em? Ok thôi bye bye mọi người nha. Bây giờ em Ngân với chú Quang sẽ kết thúc livestream đây. Ngân ơi, Yubu Shop cũng là của Ngân đúng không? Hello bạn Lê Thị Quỳnh Như nha. À, bạn nhắn cho cái trang có dấu tích xanh đi cho nó chắc bạn. Tại vì mấy trang già nó cũng đặt là Yubu Shop á. Mũi đẹp quá chị Ngân, cảm ơn mọi người nha. Đó, nó phải vô form thì mọi người chấm điểm, mọi người nhận xét nó mới chính xác chứ gì đâu. Mà hôm bữa em Ngân mới làm được có nửa tháng à. Mà nó sưng chù dù luôn mà vô chê rồi vô quở quá trời luôn. Hello chị Thúy Thanh.